Hello, con back my channel. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Zombie Game Play. Hôm nay mình sẽ chơi 8 game này nha các bạn. Ok, giờ mình sẽ vào Zombie Rắn. Đây rồi, play. Chạy thoát khỏi cái đám chưa lùng mình. Đồ zip luôn. Nhập những bình hóa học này của tiếp sit down luôn nhảy luôn dần nào cứ đi phun cái kia rồi 500 mét. Điều tiếp tới là một cây. Tiếp nào. Ôi, một pha ba trận nhẹ. 750 mét. Có cả mốc đấy nữa. Mốc tiếp tới là sẽ là 1000. Đấy nào. Ốc cua. Rất nhiều đường vòng luôn. 1000 mét rồi. Tốc độ rất nhanh rồi, spec luôn. Tiếp xuống này, ăn thịt này, này này, rồi, lại một pha va chạm này, không sao. Ăn được rất nhiều cái kia rồi. Pha đập đầu ở đá chết rồi. Răn lên game luôn. Xuống nào. Hoa nào. Ăn thịt tiếp. Rồi ok, mình sẽ chuyển qua game Zombie Rắn 2. Chế độ này còn dùng 3 đã bị xích vào. Nó sẽ đuổi mình. Không, mình sẽ đuổi nó chứ. Rồi, được dịp luôn. Đây, chắc là một cái map mà đường vòng. Ôi, nó đi nhanh quá. Trong khu chợ các không thấy nó đâu rồi. Ôi, như vậy kìa. Rồi. Ôi, cái này thì quay như nào. Ok, x3 lên. Cũng là khá điểm, mình không giết 5 sao đâu, không vốt 5 sao đâu. Cái vực thanh lừa mình luôn đấy. Ui. Dám lừa mình, à được. Cứ dùng bình thuốc ấy cho mình ăn theo. Thằng đầu vàng kia nó chỉ lừa mình thôi. Cái chai bên này. Cái mình cũng không để nó bắt lừa lần hai đâu. Kìa rồi, nó lộn như đây rồi. Cái bẫy cơ. Lại vào cái chỗ hang động gì đây. Ok, tường rất là cao. Nhặt được cái túi gì đây. Đã rồi, cười mình.
Rồi ok, mình sẽ chuyển qua game tiếp theo. Tôm cua răn. Vẫn là trò chạy chạy tiếp. Nhưng mà một phiên bản không có Zumba, không có chuỗi những nguy hiểm dùng dập. Ủa sao mình đặt về động thôi. Sẽ chuyển qua game tiếp theo. Mít tờ khăn. Tạp tù. Oh, mít luôn rồi. Mít nó như chết luôn. Khởi động thôi. Cái bọn này tuổi gì? Ôi. Luôn. Ôi, tai luôn. Lại nào. Lại nào. Đích 2 rồi. 3 rồi. Thank you.
bóng bách đây rồi. Bóng bách rồi. Tới thời của mình rồi. Bót rồi. Chạy đâu con sâu? Chạy đâu con sâu? Chạy đâu con sâu? Bye bye luôn. Bye bye luôn. Headshot. Like and subscribe kênh My Channel Zombie Game Online nha các bạn. Ủa chai chai lên. Chai lên. Ồ. Có lẽ phải cầm điện thoại. Cái gì đó rồi ạ. Ok, mình sẽ đổi lại vũ khí mới. Ngăn xốp. Xem súng nào khỏe nhất mình sẽ chơi. Xem có nó đam nhiều nhất nào. Chơi khỏi này đi. Ok rồi. Headshot rồi. Wow. Được rồi, được rồi. Wow, cũng được rồi. Hơi bị giật tí. Wow. Oh no. 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 Rồi. 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 Nhanh đấy. Ok, mình sẽ chuyển ngân lại game tiếp theo ở PvZ3. Trước tiên mình vào PvZ3 mình sẽ bật mạng lên các bạn. Wi-Fi. Incoming internet. À, no. Vẫn là chế độ nghiêng màn hình này. Ok, bắt mình cập nhật phiên bản mới. No. Oh, app không có sẵn. Oh, sorry. Sorry. Sorry everybody. Mình sẽ vào phần 2 nha các bạn. Ok. Hơn nước hoa cũng còn đâu đây. Tấn công tiếp. Map 11. Nó cho mình hai cái mắc lư kia. Một cái này. Hòm giống mình này. Cái này này. Cái này, cái này này. Xem còn gì không. Xong. Đây nữa này. Xem nào, xem nào. Xem nào. Ok, gọi là đủ rồi. Vừa lái đây. Đặt luôn một cái. Xin luôn. Đi có vẻ hơi hẹp. Không sao.
Rồi, tiếp con nữa rồi. Chơi con này ra trước. Ôi, gì đây? 500 săn. À, không được vượt quá 500 viên kia nha các bạn. Ok, I'm sorry. Sorry. Sao mà xây vừa đủ. Có lẽ một con này là đủ rồi. Còn mình nghĩ là vậy. Xoay thêm. Không có con nào 100 nữa rồi. Sấy đạn đến từ phía của Lam. Thằng dưới đã có con bom lo rồi. Ở trên thì chỉ có cái thằng này thôi. Bốc đủ 100, 500 luôn. Ok. Một chiếc cúp. Coi như xẻo. Next level luôn. Ờ, thì ra ra này là ấy ạ. Mua đồ à. Mua máy răng. Chưa thấy zoom bài đâu. Là nó ở đây. Shift. Bắn nào. Wow. Dụng đầu vào luôn. Ok, chỉ thế thôi à. Nhớ lên đây em ạ. Slow motion quá. Chặt luôn cái cây hạt giống luôn. Ok. Tuổi gì?
đây nào. Một con zumba đổi oai. Một con zumba đổi oai. Đợi tiếp bom mới răng cả. Sinh hạn là nhiều quân rồi. Có lẽ là nó nữa đi. Tiêu diệt luôn. Đám nhóc con này. Thế là hết thứ 3 rồi à? Đáng mua hàng đấy à? Sắt thôi, một con zumba ở trên cùng. Uầy, đến nơi rồi nhưng mà sao ăn thì được. Ok, có lẽ đây là được boss. Nào, lại đây nào. Bật set cho thì ok, được boss đây rồi. Đây mới định vị là được boss. Bật set con nào. Ok, còn một con cuối cùng thôi. Wow, được cây watermelon. Rồi ok, mình sẽ chuyển qua loại game tiếp theo, PvZ thường. No. Đây hai luôn. Bắt được cái map mới. Wow. Mua luôn cái bọt biển này đi. Ok, play. Xây hết những một hàng sunflower trước. Ở đâu đây? Ok, đúng rồi. Chính là hàng đấy. Xem là xem còn hàng nào không. Ôi, chưa quên chưa mua cây ấy rồi. Mua cái shutter rồi. Giờ dùng bài ra để làm sao chống cửa thôi. Còn vài nữa ra kìa. Sorry. Wow. Có vẻ một bức bơ gỗ khá là nặng ký đây. Tín hiệu đỏ rồi. Đỏ chứ còn gì nữa. Ok, mình sẽ tự xây tiếp với con bom nổ tiếp đi. Bốn trăm rồi. Xem một giảm ở đây. Cho ăn cái quả nó mới sợ được. Lại lên 200 rồi. Một nổ tiếp. 275 rồi. Rồi 50 nữa rồi.
Ôi, đến nơi kìa. Không, ôi, không giết được nó kìa. Khỏe thật sự. Khỏe thật sự đấy. Sao mà mua thêm ra. Nào. Vào đây nào. Con nhóc này. Đây thế là đủ rồi. Rồi mình sẽ xây lên hướng dương ra, mặt trời ra. Ui, rất nhiều con du mai khỏe luôn đấy. Xong mình tiêu diệt được đây. Trong khi mình đi thô sơ này thôi. Láo này. Sao nó ăn. Khỏe quá. Tưởng khỏe như thế nào cơ. Ai ngờ vẫn vậy rồi. Không mình hắn gì với mình luôn. Nào. Tốc độ thế. Tốc độ để tìm mới chết à. Watermelon này. Watermelon. À sợ ai. Ai sợ ai nào. Mày có tao không có. Sao cả, mất mình có thể xây đi, đào đi xây lại. Ok luôn. Rất nhiều mặt trời luôn đấy. Tiêu diệt thôi.
À, thêm một con này đi. Tăng tốc nhanh quá nhở. Tăng tốc nhanh đấy. Ôi, nó ăn thịt được kìa. O, lãng phí cây của mình quá. Quên mất không chờ được quên quát. Thôi, tí quá, tí quá. Nó đã ăn mất cây của mình rồi. Hai cây của mình luôn. Cây thật sự. Ba cây không phải hai cây. Vẻ ra này rất là lâu đây. Đây mới là đợt boss chứ nãy giờ chờ đợt boss đâu. Ở đâu còn rất nhiều đông xung quanh luôn. Nó lên kiểu đột ngột nữa kìa. Tình quá. Chết một con. Cũng rất đi. Wow, cuối cùng cũng win. Rồi, các em mình sẽ chuyển qua game tiếp theo. Phần Lan, game cuối cùng của trong 8 tựa game mình chơi. Wow, còn những con tàn tật gì đây không? Rồi ra một spec. Cuộc còn gì vậy? Kỹ năng luôn. Việc của mình chỉ là xây ra những con quái dị này. Trời thôi. Ôi, chưa gì đã đâu, nó đang ra rồi. Nhanh thật sự. 75 thôi. 100 này rồi. Vẫn thiếu à, già là thiếu à. Già là vậy 75 rồi. Không toàn báo lỗi gì đây không ấy. Ok, xây đủ rồi. Giờ sẽ chỉ việc đợi thứ 3 ra thôi. Nào, 15 tiếp. Wow, win rồi. Rồi ok, mình xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Thank you for watching. Like, subscribe my channel. Zombie Game Play.